có lẽ trong suốt sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Phi Nhung chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều ồn ào đến như thế. Cho đến ngày 21 tháng 6, nhạc sĩ Hồng Sương Long, tác giả của bản hit lỡ duyên của Cẩm Ly, tiếp tục gây xôn xao dư luận khi tố Phi Nhung đang uy hiếp anh. Trên trang cá nhân, anh viết, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mình không muốn đăng đàn, nhưng Phi Phi cô nương nhắn hoài bảo mình sợ trốn và có ý đưa mình lên báo, ra tòa và lên VTV một miễn phí trong vai phản biện. Được biết, trước đó nhạc sĩ Hồng Sương Long từng đăng tải dòng trạng thái dài nêu quan điểm cá nhân về câu chuyện của Phi Nhung và Hồ Văn Cường, anh cho rằng nữ ca sĩ nên trả lại tiền thưởng cho con nuôi. Ngay lập tức, chúng tôi đang liên lạc với nam nhạc sĩ và cả Phi Nhung để làm rõ thực hư nhưng chưa nhận được phản hồi. Nam nhạc sĩ cho biết anh đang bị Phi Nhung uy hiếp. Trước đó, anh cũng từng nêu quan điểm cá nhân về câu chuyện của Phi Nhung Chia sẻ của anh giữa lúc Phi Nhung đang gặp Liên Hoàng biến đã thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả. Những ồn ào xoay quanh Phi Nhung có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ảnh, sưu tầm, Facebook nhân vật